MU đã chính thức thay đổi đội trưởng trong mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Trung vệ Harry Maguire đã xác nhận thông tin này trên trang cá nhân và cho biết anh rất thất vọng. Tuy nhiên, Maguire cam kết tiếp tục cống hiến cho MU và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì sự ủng hộ trong thời gian anh đảm nhận vai trò đội trưởng. MU đang xem xét bổ sung hai tiền vệ vào đội hình. Sofyan Amrabat của Fiorentina và Romeo Lavia đều nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ. Amrabat được coi là khả thi hơn vì huấn luyện viên Erik ten Hag từng làm việc với anh trong đội tuyển Morocco. Trong khi đó, Liverpool cũng rất quan tâm đến Lavia, người đang thi đấu cho Southampton. Riyad Mahrez có thể rời Manchester City để gia nhập Al Ahly, câu lạc bộ của Saudi Pro League. Các báo cáo cho biết Al Ahly đã đạt thỏa thuận cá nhân với Mahrez. Tuy nhiên, thương vụ này cần phải được đàm phán với Manchester City vì Mahrez vẫn còn hợp đồng đến năm 2025. Mahrez đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình của Manchester City trong suốt 5 năm qua.